Tin quân sự 7 tháng 12 Anh công bố các biện pháp trừng phạt mới với các cá nhân tổ chức đang cung cấp và tài trợ cho quân đội Nga. Quân đội Israel mở rộng cuộc tấn công trên bộ Gaza, hàng trăm tù nhân bị đưa ra xét xử. Quý vị đang theo dõi tin quân sự ngày 7 tháng 12 của DKN. Sau đây là nội dung bản tin. Kính mời quý vị cùng thưởng, Anh công thưởng thức trà nhài biện pháp sang tiết bản liền. Trà có vị chát nhẹ, ngọt bùi và thơm đậm hương nhài. Lá chè san tuyết được thu hái ở các vùng nguyên liệu hữu cơ đạt tiêu chuẩn EU ở bản liền Lào Cai. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573, truy cập gian hàng tại địa chỉ dkn.tv-tn1 hoặc quét mã QR. Xin trân trọng cảm ơn. Chính phủ Anh đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân và tổ chức đang cung cấp và tự trợ cho quân đội Nga và ngành công nghiệp quân sự Nga. European Pravda, trích dẫn thông cáo báo chí của chính phủ Anh cho biết các lệnh trừng phạt mới của Vương quốc Anh áp dụng đối với các công ty từ Belarus, Trung Quốc, Serbia, Turkey, các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Uzbekistan. Chúng bao gồm công ty cổ phần, phòng thiết kế Display, một tổ chức của Belarus có liên quan đến việc sản xuất công nghệ quân sự cho chế độ Belarus và hỗ trợ cho cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Aviochem, một công ty của Serbia đã gửi nhiều lô hàng linh kiện và phụ kiện máy bay cho các thực thể của Nga. MVIZION, một công ty của Uzbekistan, đóng vai trò trung gian nhập khẩu linh kiện sang Nga và Smart Trading Limited, một công ty của Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cung cấp các thiết bị điện tử phương Tây cho Nga. Ngoài ra, có ba công ty Trung Quốc đã bị trừng phạt là Asia Pacific, Link Limited, Sino Electronic Company Limited và Sinh Hoa Company Limited. Họ được cho là đã cung cấp hàng hóa quân sự cho Nga. Vương quốc Anh cũng đã trừng phạt 31 cá nhân và pháp nhân từ Liên bang Nga có liên quan đến việc phát triển và sản xuất máy bay không người lái và các bộ phận tên lửa, cũng như nhập khẩu và cung cấp các linh kiện điện tử quan trọng. Các biện pháp hạn chế cũng đã được áp dụng đối với ba thực thể hỗ trợ mạng lưới tập đoàn Wagner, bao gồm nhóm quân sự Rosic và một trong những thủ lĩnh của nó, Jan Petrovsky. Các lệnh trừng phạt cũng đã được áp dụng đối với bốn thực thể có trụ sở tại UAE đang giúp Nga lách các lệnh trừng phạt dầu mỏ. Trước đó, vào ngày 5 tháng 12, Hoa Kỳ công bố các lệnh trừng phạt đối với 11 pháp nhân và 8 cá nhân ở Beirut có liên quan đến đàn áp, làn do tài chính tham nhũng của chế độ Lukashenko và đồng loại trong cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Trong một diễn biến khác, sau khi anh đưa ra cảnh báo rằng Nga đang cố gắng lách các lệnh trừng phạt kèm với việc công bố thêm 46 biện pháp mới chống lại các cá nhân và nhóm từ các quốc gia có liên quan đến chuỗi cung ứng quân sự của Nga, bao gồm các doanh nghiệp hoạt động tại Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Uzbekistan. Trước lệnh trừng phạt mới, Đại sứ quán Trung Quốc tại London cho biết họ đã lên án động thái này và sẽ phản đối bất cứ điều gì làm suy lợi ích của họ. Trung Quốc cho biết họ kiên quyết phản đối các lệnh trừng phạt và kêu gọi chính phủ Anh ngay lập tức sửa chữa sai lầm của mình cũng như dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc nói rằng chính phủ Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn và hiệu quả để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc. Vương quốc Anh đã kiên quyết ủng hộ Ukraine kể từ đầu cuộc chiến với Nga vào tháng 2 năm 2022 và cho biết họ đang nhắm mục tiêu vào các nhà cung cấp của nước thứ ba nhằm hạn chế khả năng Nga lách các lệnh trừng phạt để có được hàng hóa bị hạn chế. Ngoại trưởng Annemarie Trevelyan cho biết chúng tôi sẽ tiếp tục tăng áp lực lên Putin và cho áp cấp bên thứ ba đang cung cấp hàng hóa và công nghệ bị hạn chế cho Nga, bất kể họ ở đâu. Trong khi đó, cơ quan tội phạm quốc gia Anh cho biết họ đã đưa ra cảnh báo tới các ngân hàng, tổ chức tài chính khác và các thành viên thuộc khu vực do Anh quản lý về việc Nga đang tìm cách lấy hàng hóa bị trừng phạt thông qua các nước trung gian. Kể từ khi Nga phát động cuộc chiến với Ukraine, Anh đã trừng phạt hơn 1.600 cá nhân và khoảng 250 tổ chức. Sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần kết thúc, giao tranh lại tiếp diễn ở giải Gaza, hy vọng về một lệnh ngừng bắn tạm thời khác ở Gaza đang mở dần. Một thỏa thuận ngừng bắn trước đó đã dẫn đến việc thả hàng chục con tin ở Gaza để đổi lấy các chiến binh Palestine bị Israel bắt giữ. Hiện Israel đã triệu tập các nhà đàm phán của mình về nước. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu. Ngày 3 tháng 12, quân đội Israel cho biết họ đã mở rộng cuộc tấn công trên bộ tới các khu vực trên các Gaza và ra lệnh sơ tán thêm ở khu vực phía nam Đông Đức lực lượng phòng vệ Israel đã ban hành lệnh sơ tán cụ thể trên nền tảng X vào ngày 2 tháng 12, bao gồm thành phố Jabalia, thành phố Gaza, phía đông Rafa và phía đông tỉnh Khan Yunis, yêu cầu dân thường đi đến những nơi chưa ẩn đã biết. Phó Chủ tịch Văn phòng Chính trị Hamas, Saleh al cho biết tổ chức này sẽ không đồng ý tiếp tục các hoạt động bắt giữ con tin cho đến khi Israel kết thúc các hoạt động trên bộ và lệnh ngừng bắn toàn diện ở dài Gaza. Ông Aruzi cho biết không có cuộc đàm phán nào về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Các chiến binh Palestine tiếp tục chống lại lực lượng Israel đang tiến về phía thành phố Jabalia. Lực lượng cốt cánh chiến binh của thánh chiến Hồi giáo Palestine cho biết họ đang chiến đấu với lực lượng phòng vệ Israel khi họ hành quân qua khu vực lân cận khu dân cư Zekha Rakhwan. Giờ đây vòng xung đột mới cũng làm gia tăng mối lo ngại về hơn 100 con tin bị Hamas giam giữ. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby cho biết trên chương trình của NBC rằng Hoa Kỳ đang nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho việc nối lại đàm phán đồng thời Mỹ cũng kêu gọi Israel tránh các cuộc di rời hàng loạt mới và thực hiện nhiều biện pháp hơn để bảo vệ dân thường Phó Tổng thống Hoa Kỳ bà Kamala Harris tuyên bố rằng trong mọi trường hợp Hoa Kỳ sẽ không buộc người Palestine phải di rời khỏi Gaza hoặc bờ Tây mà vẫn tiếp tục bảo vệ Gaza hoặc định hình lại biên giới bà Harris đã thảo luận về tình hình ở bờ Tây trong cuộc điện đàm với Tổng thống Israel Isaac Herzog. Bà nhắc lại mối lo ngại của Mỹ về các biện pháp có thể làm leo thang căng thẳng, bao gồm cả bạo lực của những người định cư cực đoan. Israel cho biết hoạt động trên bộ không nhằm vào dân thường. Ngoài việc phát tờ rơi, quân đội kêu gọi người dân rời khỏi các khu vực cụ thể thông qua các cuộc gọi điện thoại, phát thanh và truyền hình. Israel nhắm vào các thành viên của Hamas. Israel cáo buộc phiến quân Hamas cố tình ẩn náu và hoạt động trong các khu dân cư, cho rằng họ là nguyên nhân chính gây thương vong cho dân thường. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Galen hôm 2 tháng 12 cho biết Israel đã tiêu diệt hàng nghìn kẻ khủng bố ở Gaza và hiện đang thẩm vấn hàng trăm chiến binh bị bắt từ Hamas và các tổ chức khác. Đánh giá chiến trường mới nhất do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yair cung cấp cho thấy Israel đang thực hiện thành công mục tiêu quân sự là tiêu diệt Hamas ở giải Gaza. Ông Galen nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở thành phố Tel Aviv ở Israel rằng hàng trăm kẻ khủng bố đã bị bắt ở Israel và đang bị thẩm vấn. Bộ trưởng Quốc phòng Israel không đưa ra thông tin chi tiết về phiên thẩm vấn. Vào ngày 7 tháng 10, Hamas đã giết chết 1.200 người ở Israel và bắt cóc khoảng 240 người khác. Không rõ có bao nhiêu kẻ khủng bố đã vào Gaza khi Hamas phát động cuộc tấn công. Các nhà phân tích và quan chức Israel ước tính có ít nhất 25.000 chiến binh Palestine đã tham gia vào các cuộc tấn công khủng bố Gaza khi Hamas tấn công Israel. Cuộc tấn công đã dẫn đến những câu hỏi liên tục về những thất bại về tình báo và an ninh của chính phủ và quân đội Israel. Ông Gallagher không nêu rõ có bao nhiêu chiến binh Hamas đã bị lực lượng Israel tiêu diệt, nhưng ông nói rằng chính áp lực của Israel đối với Hamas trên chiến trường đã buộc nhóm này phải đồng ý thả hàng chục con tin, Israel và nước ngoài. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết Hamas đã thả 110 con tin và Israel cũng đã tìm thấy ba con tin khác bị bắt cóc. Bộ trưởng Gallagher cho biết Hamas đã từ chối thả 15 phụ nữ và hai trẻ em, điều mà ông cho là vi phạm thỏa thuận của nhóm với Israel dẫn đến lệnh ngừng bắn tạm thời. Bộ Quốc phòng Anh ngày 3 tháng 12 xác nhận quân đội Anh sẽ tiến hành các chuyến bay trinh sát trên giải Gaza để giúp tìm kiếm các con tin đang bị tổ chức khủng bố Hamas bắt giữ. Tuy thời gian cụ thể của chuyến bay trinh sát quân sự không được tiết lộ, nhưng họ vẫn nhấn mạnh sẽ không mang theo vũ khí và chỉ tập trưng giải cứu con tin. Đến hiện tại, ít nhất 130 con tin vẫn đang bị giam giữ ở Gaza, trong đó có hơn 100 người đàn ông Israel, bao gồm cả dân thường và binh lính, cùng 11 con tin chiếu đến từ Thái Lan. Quân đội Israel hôm 3 tháng 12 cho biết kể từ khi bắt đầu các hoạt động trên bộ Gaza vào ngày 27 tháng 10, họ đã phát hiện 800 đường hầm dẫn đến mạng lưới đường hầm và hầm ngầm rộng lớn của Hamas và hơn một nửa trong số các đường hầm đã bị phá hủy. Các nhóm Hồi giáo Palestine sở hữu hàng trăm km đường hầm ở hành lang Gaza, có quy mô tương đương hệ thống tàu điện ngầm ở New York. Các đường hầm là mục tiêu chính của Israel sử dụng bom xuyên thấu, trong khi quân đội Israel sử dụng robot lập bản đồ và bom ghen để trọt thưởng đường hầm Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố ngày 3 tháng 12 rằng các đường hầm nằm trong khu dân cư, nhiều trong số đó gần hoặc bên trong các tòa nhà dân sự như trường học, bệnh viện, nhà trẻ, nhà thờ Hồi giáo và sân chơi. Tuyên bố này tóm tắt chiến dịch chống đảo hầm cho đến nay. Quân đội Israel đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để phá hủy những đường hầm được phát hiện này, bao gồm cả các vụ nổ và phong tỏa. Một đoạn video do lực lượng phòng vệ Israel công bố cho thấy số lượng lớn vũ khí được Hamas sử dụng được giấu ở phía bắc giải Gaza, hôm 2 tháng 12, lực lượng phòng vệ Israel đã trưng bày một kho vũ khí và trang thiết bị quân sự khác cho Tổ chức Cứu trợ Liên Hiệp Quốc và các công trình cơ quan cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông. UNRWA bao gồm một số lượng lớn tên lửa He 122 m Các chiến binh Palestine tiếp tục tấn công lực lượng Israel, một phe chiến binh khác của Hamas, lực đoàn Qasim, tuyên bố rằng họ đã tấn công các vị trí của Israel ở phía đông thị trấn Ben Hanau vào ngày 2 tháng 12, Đoạn video họ công bố hôm 2 tháng 12 cho thấy các chiến binh nhắm mục tiêu vào lực lượng Israel tại bên hàn nào bằng tên lửa và thiết bị nổ tự chế. Họ cực tiến hành một cuộc tấn công vào tiền đồn Taiwan của Israel ở hành lang phía tây bắc Gaza. Lữ đoàn Kassin cho biết họ đã chân nổ một thiết bị nổ ngẫu hứng nhằm vào bộ binh Israel bên trong một tòa nhà. Tại diễn đàn quốc phòng Reagan ở thương lưỡng Simi, California, quân đội Hoa Kỳ kêu gọi các nhà lập pháp hợp tác để thông qua dự luận chi tiêu và đạo luật cung cấp hàng tỷ đô la viện trợ cho Ukraine và Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Austin cho biết, Hoa Kỳ đang trải qua một thời kỳ đầy thử thách, các cuộc xung đột lớn mà các nền dân chủ Israel và Ukraine phải đối mặt, sự bất nạt và ép buộc từ chính quyền Trung Quốc ngày càng bành trướng, cũng như sự cạnh tranh trên toàn thế giới giữa nền dân chủ và chủ nghĩa độc tài. Từ Putin đến Trung Quốc đến Hamas và Iran, những đối thủ này muốn chia rẽ, làm suy yếu nước Mỹ và tách nước này ra khỏi các đồng minh và đối tác của mình. Cho đến nay, Quốc hội Hoa Kỳ vẫn chưa thông qua dư luận chi tiêu quốc phòng cho năm tài chính 2024. Hạ viện chưa có hành động nào đối với yêu cầu ngân sách bổ sung 105 tỷ đô la của tờ Bạch Ốc, trong khi các cuộc chiến giữa Ukraine với Nga, Israel và Hamas vẫn tiếp diễn. Kế hoạch bổ sung quốc phòng do chính quyền Biden ủng hộ sẽ cung cấp hơn 60 tỷ đô la cho Ukraine và hơn 14 tỷ đô la cho Israel, cũng như hàng trăm triệu đô la chi tiêu cho các biện pháp khác. Đồng thời, Bộ trưởng Austin cũng nhấn mạnh việc bảo vệ thường dân Palestine ở Gaza vừa là trách nhiệm đạo đức, vừa là mệnh lệnh chiến lược, không để dân thường vào vòng tay kẻ thù. Jerusalem phải giảm tiểu thương vong cho dân thường ở Gaza để ngăn chặn chiến thắng chiến thuật, biến thành thất bại chiến lược. Bản tin quân sự của DKN đến đây kết thúc. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất trân quý và mong chờ những đóng góp của quý vị với vai trò cộng tác viên thường xuyên hoặc không thường xuyên mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư cantech acam tv xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo